Cơ sở sản xuất là chống chiêng chuông báo tiên gì hôm nay bàn giao bộ chống trường học cho trường Song Minh ở quận 12, phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh. Các quý thầy quý cô có nhu cầu sắm sửa chống hoặc là sửa chống trường học xin liên hệ cơ sở Tiến Duy con số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Chỉ có gác lên, vâng, gác lên hoặc là mình để ngang qua, lúc nào mình ấy mình để ngang qua.